Rồi, xin chào tất cả các bác nhé. Rồi, hôm nay em giới thiệu các bác hai bộ dàn đời cao của hãng Beuner và Đờ Nông các bác nhé. Đây là con Beuner HM51 các bác nhé. Con này thì có Bluetooth. Và bên này là con Đờ Nông M40. Hai con này hàng còn rất là đẹp nhé. Đấu giá về nó rất là đẹp. Rồi em sẽ giới thiệu trước cái con Beuner HM51 này các bác nhé. Con này thì nó có nhiều chức năng, mặt này mặt phay này. Loa mặt trước là màu đen, trên là màu gỗ các bác nhé. Con này thì có khiển zin luôn, khiển zin theo dàn luôn nhé, kiểu zin về luôn. Hàng đấu giá. Tiếng rất là hay, con tệ tiếng hay lắm. Nó có Bluetooth này, có CD chạy tốt này, có USB và có cái cổng 3.5 phía trước nha mấy nhá. Loa thì bắt một cổng 14. Chạm bắp chuối hết các nhá, loa còn đẹp này. Có cổng AUX. Loa của nó là nó ghi rõ là 50 cộng 50 nhé, 50W cộng 50W ở dưới. Nó cổng cộng là 100W một thùng. Nước mắt chìm theo sóng dìu phân. Có chuyển này khiển zin của nó nhá. USB thì cái USB này nó có thể trực tiếp iPhone, iPod cắm vào đây được nhé. CD này thì thường thì nó dòng Beuner nói chung là nó mới vào nó sẽ nhận bài hơi chậm chút bởi lý do là nó sẽ loát cả quá trình đĩa. Đó. Bởi vì nó sẽ ví dụ như các bác nhiều khi đấy nó đang hát bài 5 luôn này. Là ví dụ như các bác mà đang nghe bài 5 tắt đi, ngày mai mở lại thì nó lại vẫn hát theo bài 5 nhé. Đấy, cho nên nó sẽ ấy hơn, chậm. Nó sẽ nhớ những cái bài của các bác nhé. Đó, bài từ đĩa Nhật. Tiếng chép con này chạy full chức năng USB này cắm trực tiếp iPhone, iPod này, CD này, có AUX này, có cổng 3.5 phía trước này. Đó. Rồi giá bộ này hôm nay em bán 3,2 triệu nhá, bao gồm cả khiển zin. Nếu bác nào không lấy khiển zin thì em sẽ tặng khiển học cho thì em thì còn 3 triệu thôi. Nếu bác muốn giá 3 triệu thì em tặng khiển học đổi khiển zin này thì là còn 3 triệu, còn lấy nguyên như vậy là 3,2 triệu các nhé, 3,2 triệu. Lưới đầy đủ luôn nhá, lưới không rách lưới thì đầy đủ hết nhé, lưới ok hết nhé. Rồi sang bộ tiếp theo, bộ Đờ Nông M40. Bộ này thì cũng có cổng cả cổng quang in nhá, loa thì 120W một thùng. Con này thì cái USB này nó cũng cắm trực tiếp iPhone, iPod vào được nhau nhá. Lưới này, lưới đầy đủ luôn. CD học tốt luôn. M40 nó chỉ thua mỗi con M41 thôi. Như cái M41 thì nó lại hơn con này, có Bluetooth nhưng mà nó lại không có USB. Cho nên cũng rất nhiều bác là không thích M41 bởi vì lý do là Bluetooth thì các bác có thể mở rộng được, nhưng USB thì lại không nhé. USB bởi vì USB của nó này nó xài được nhạc lót lét ba lát đấy, đặc sắc luôn ạ. Đây
Dòng này chạm bắp chuối nhá, chạm xịn luôn bắp chuối. Loa lít đẹp hết, màu đen. Hàng đấu giá các bác nhá, lưới đầy đủ. Cái bộ này ấy, nó về nó có cả khiển zin luôn, nhưng mà cái khiển này em không hiểu sao nó không nhận. Nó không có phát ra, hình như là bị cái chỗ ấy pin nó bị sao đó. Nó không vào pin. Đó, nó không vào pin đâu nhá. Thì em sẽ vẫn tặng các bác một cái khiển học để các bác chỉnh nhá. Còn các bác nào cũng tặng để luôn cái này để các bác nào về kiểm tra chỗ pin nhá. Cái này thì em cũng không có ấy. Đấy, có cả hai khiển luôn. EOP này. Alok in này. Digital. Nó có cứ hai cổng quang nhá, hai cổng quang in lại nhá. CD. Có biết bên trong có đĩa chưa? CD đọc tốt đấy các bác nhá. Có đĩa đấy. Đẹp lắm, M40 các bác nhá. Các bác nghiên cứu cho M40 này. M40 này nhiều shop họ bán 7-8 triệu lận. Tiếng hay lắm. Loa này 120W một thùng này. Rồi nick bài nhé. Mặt mũi đẹp nhá. Loa được đẹp nhé. Tiếng bài luôn. Những cái dòng bài này cao cấp rồi, dòng Slim M thì nó chỉ thua mỗi cái dòng mỗi cái con M40 thôi. Rồi con này mặt 4,5 triệu cũng nhá. Đây, con HM51 Build, HM51 thì 33,2 triệu, còn con này 4,5 triệu thôi nhá. Bác nào có nhu cầu con nào thì alo cho em. Bên em thì ship toàn quốc. Số điện thoại của em kia 0985543279. Em ở Biên Hòa Đồng Nai nhá, em ship toàn quốc. Nếu bác nào chuyển khoản hết thì em sẽ bao ship nhá, còn cọc thì bên mua phải giữ ship nhá các bác nhá. Đấy, bên em cứ như vậy thôi. Rồi, cảm ơn tất cả các bác có nhu cầu alo cho em nhá.